2010 đường sắt Việt Nam sẽ đuổi kịp đường sắt Nhật Bản. Được biết đây là nội dung một bài báo đăng trên tờ Sài Gòn Giải Phóng vào đầu năm 1994 với quyết tâm đường sắt Việt Nam sẽ đuổi kịp đường sắt Nhật Bản hiện nay vào năm 2010. Nay thì 14 năm sau mốc 2010, đường sắt Việt Nam đã phát triển tới đâu ạ? Bà con hãy nhìn vào video để thấy được sự phát triển mà Cộng sản Việt Nam đã vẽ cho chúng ta ăn nhé. Đừng nghe những gì Cộng sản nói, hãy xem những gì Cộng sản làm. Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi. Vẫn có thể kỷ rồi, nó có thay đổi đâu. Nó vẫn cứ cái hàng trước. Bác ta nói rằng